Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, đã từ nhiều năm nay, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là một môn học được chú trọng ở các trường tiểu học. Với thông điệp chủ động tương lai cho con, Scots English phối hợp cùng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tổ chức cuộc thi Shake English Up, hướng tới mục tiêu giúp các bạn học sinh Thanh Hóa phát triển toàn diện về năng lực tiếng Anh, bộ kỹ năng mềm và các kiến thức khoa học xã hội khác. Từ đó các bạn có thể sẵn sàng vươn tới thành công trên mọi lĩnh vực và tại bất kỳ đâu. Ngay từ vòng sơ loại cấp trường, không khí tranh đua giữa 100 thí sinh trên sàn đấu đã khiến cho Shake English Up trở thành một sân chơi tạo cho các em học sinh niềm hứng thú với môn học, đồng thời cho các em cơ hội cọ sát và thực hành vốn tiếng Anh của mình với người nước ngoài. Án không phải là 19 thì các con mới hạ bảng và nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi sàn đấu. Shake English Up cũng là nơi phát hiện và bồi dưỡng, động viên kịp thời những học sinh có năng khiếu với môn ngoại ngữ, tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về những vấn đề, những đơn vị kiến thức trong chương trình và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Scots English Australia thì là một cái đơn vị đào tạo tiếng Anh toàn diện dành cho các bạn học sinh, và với mục tiêu đấy là giúp cho các con có một cái môi trường học tập tiếng Anh không chỉ là trên sách vở mà còn có thể ứng dụng ngoài cuộc sống. Thì Scots English đã tổ chức ra các cái chương trình trò chơi để giúp cho các con gia tăng được thêm những cái kỹ năng trong việc học tiếng Anh, cũng như là giúp cho các con ngày càng hứng thú hơn đối với lại bộ môn tiếng Anh này. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, giải trí cho học sinh, Shake English Up còn tạo điều kiện cho các em học sinh giao lưu, học tập, nâng cao kiến thức hiểu biết cho bản thân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường, tác động tích cực đến ý thức học tập của học sinh tiểu học, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc. Ngoài cái việc mà nâng cao cái chất lượng giáo dục thì nhà trường cũng rất chú trọng đến các cái hoạt động ngoại khóa. Bởi vì là qua cái việc mà học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa thì sẽ giúp các em vận dụng được những cái kiến thức được học vào cái thực tế, và qua đó là cũng rèn cho học sinh được rất nhiều kỹ năng, như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, rồi các cái kỹ năng hoạt động tập thể, và học sinh thì cảm thấy rất là hứng thú khi mà được tham gia các cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Thực hiện kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2022-2023, trường tiểu học Đông Thọ đã xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp với những chủ đề, chủ điểm khác nhau, để tạo cho các em học sinh trường tiểu học Đông Thọ một sân chơi trí tuệ và có những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Sân chơi này đã giúp các em thể hiện được năng lực bản thân và đoàn kết trong học tập, và tạo cho em hứng thú mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và một ngày hạnh phúc. Thể lệ sân chơi có sự thống nhất từ vòng sơ loại đến vòng chung kết. 100 thí sinh tham dự phải trả lời các câu hỏi mà cuộc thi đưa ra. Có 2 phần thi, mỗi phần thi gồm 10 câu hỏi xoay quanh các kiến thức trong chương trình tiểu học, bao gồm kiến thức toán học, tiếng Việt, khoa học, sử, địa, tiếng Anh, tự nhiên xã hội, đạo đức, các môn năng khiếu và hiểu biết xã hội, nhưng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra phù hợp với lứa tuổi, sở thích và trình độ của các em học sinh. Chính vì vậy, các em tham gia thi phấn khởi, hứng thú. Với sự lo lắng hồi hộp và những quyết định dứt khoát của các thí sinh trong khi trả lời các câu hỏi đã cho thấy giá trị to lớn và ý nghĩa sâu sắc mà sân chơi Shake English Up mang lại. Các em được thử sức, bộc lộ khả năng tư duy, trí tuệ của mình. Góp sức làm nên thành công của sân chơi Shake English Up là sự đồng hành của các thầy cô giáo. Không chỉ có mặt đông đủ để cổ vũ, động viên học sinh yêu quý của mình tham gia sân chơi, mà các thầy cô còn là người cứu trợ, đưa các thí sinh bị loại quay trở lại sân chơi. Nét hồn nhiên ngây thơ cùng những nụ cười giòn tan rất đáng yêu của các em, như mang nắng ấm đến trải khắp sân trường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các thí sinh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui sướng, hạnh phúc khi tiếp tục được ở lại sàn đấu, hay tiếc nuối ngỡ ngàng vì mình lựa chọn sai. Con thấy cuộc thi này rất là hay, có nhiều điều bổ ích để con càng thêm yêu môn tiếng Anh ạ. Trong cái trò chơi này thì con đã có được những cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là vui và học được nhiều điều bổ ích ạ. Vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ các ngôi trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, 100 thí sinh đến từ 4 ngôi trường, trường tiểu học Ba Đình, tiểu học Điện Biên 2, tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiểu học Đông Vệ 2, cùng nhau hồ hởi bước vào vòng thi chung kết. Vốn đã có kinh nghiệm thi đấu ở vòng loại, nên thí sinh nào cũng tỏ ra khá tự tin. Những câu hỏi đầu có vẻ dễ dàng nên không ai bị loại ra khỏi sàn đấu. Song chỉ với một vài câu hỏi mẹo thôi mà cả những thí sinh siêu đẳng cũng phải rơi sàn đấu. Gay cấn mãi rồi cũng đến hồi kết, sàn đấu còn lại 2 thí sinh xuất sắc nhất. Kèm thi đấu trực tiếp bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề và thuyết trình về chủ đề đó. Baseball, etc. But well, my favorite sport is badminton. Badminton involves a racket and 2 players or more. I really like the sport because it could help. I could increase my height with it. I can just exercise and be fit, etc. Badminton was my favorite sport, and I started playing it from when I was 6 years old. I've been practicing it ever since. I usually play with my cousins, my brother, my mom sometimes, and I'm working on improving it by going to like a club and etc. It is also my favorite sport because I have been in many competitions. I have won gold, silver, etc. And so I really like it because I have been playing it since I was little, and it really helps me calm myself, improve my feelings. And it just made me feel better. I think that's all. Cuộc thi Shake English Up đã giúp cho con tăng cường kỹ năng tiếng Anh của con và nghe, nói, đọc và viết ạ. Con rất thích tham gia những cuộc thi này. Hành trình Shake It Up đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp. Dù giành chiến thắng hay không, các thí sinh đều là những chiến binh mạnh mẽ và tài ba. Thông qua sân chơi này, các nhà trường có điều kiện phát hiện ra tài năng trong môn tiếng Anh, từ đó có định hướng bồi dưỡng các em có năng khiếu tiếng Anh để tham gia những cuộc thi giao lưu tiếng Anh các cấp. Các em thân mến, cuộc thi nào cũng có những bạn hân hoan giành giải thưởng và cả những bạn ngậm ngùi vì lỡ một chút sai. Tuy nhiên khi trải qua các cuộc thi, các em sẽ có cơ hội cọ sát, trưởng thành hơn, hiểu biết thêm kiến thức trong kho tàng tri thức to lớn của nhân loại. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thiếu Nhi trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.